Và thưa quý vị, để góp phần cho chương trình văn nghệ chia buồn tăng của tối đêm nay được thành công tốt đẹp hơn, qua đây Tạ Thiên Tài trân trọng giới thiệu đối quý vị để quý vị tiện nghiệp theo dõi thành phần ban nhạc của chúng ta. Tiếng đàn guitar quý vị vừa thưởng thức là tiếng đàn của Danh Cầm Hữu Hạnh đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và tiếng đàn organ keyboard của nhạc sĩ Quốc Thảo đến từ sân khấu cải lương Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Sau cùng là tiếng đàn sến ngọt ngào réo rắt của nhạc sĩ trẻ Thanh Phong đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình văn nghệ tối đêm nay do Bầu Xô nghệ sĩ Tạ Thiên Tài đảm trách thực hiện theo sự chỉ đạo tổ chức của anh Tuấn. Đặc biệt có sự hỗ trợ đắc lực của âm thanh Hoàng Xuyên và sự đồng hành tuyệt vời của kênh YouTube Sao Hội Ngộ Mê Ca Cổ và nghệ sĩ Thiên Tài 70. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức những bản hòa tấu qua thể điệu đoạn khúc Lam Giang và những câu giọng cổ đến từ ban nhạc Danh Cầm Hữu Hạnh đàn guitar và nhạc sĩ Quốc Thảo đàn organ keyboard cùng với nhạc sĩ trẻ Thanh Phong đàn sến. Bản hòa tấu xin được phép bắt đầu. Thank you.
Hết sức tuyệt vời. Và thưa quý vị, vừa rồi là những bài bản hòa tấu được thể hiện qua những ngón đàn tài hoa đang được nhiều khán giả yêu mến nhất hiện nay.